Xin giới thiệu các bạn kèo tiếng đen đôi công thống kiến 33 nha các bạn. Rồi má chạy 0-0. Tốt, điểm 1-0 cho tiếng đen. Đôi công công phát trắng nha các bạn. Phải xíu nhỏ phải nữa. Nữa. Rồi. Phải xíu nhỏ. Điểm 1 đều. Okay. 2-1 cho tiếng đen. Công phát trắng luôn nha các bạn. Điểm 2 đều. Phát tốt. Thông kiến vừa phát ăn trực tiếp vào 3-2. Tốt, điểm 3 đều. Điểm 4-3 cho thắng mất kiến nha các bạn. 4-3. Chưa qua lưới. Điểm 4 đều nha các bạn. Chết. Điểm cho tiếng đen 5-4. 5-4. Bóng trong sang. Điểm 6-4 cho tiếng đen. Điểm 5-6 cho thắng Phát Kiến. 5-6. Bảy năm nha các bạn. Bảy năm. Tùng, phải chứ Tùng.
Chưa qua lứ. Điểm 6, 7. Làm sao đây? Trắng quá tốt. 8-6 cho tiếng đen nha các bạn. Đổi sân luôn. Tiếng đen chụp bóng trở lại. Đổi sân 8-6. Hồi đầu đi. Cái này các bạn câu chuyện vừa em muốn cho. Bảy tám. Thằng Kiên trắng quá tốt. Điểm 8 đều nha các bạn. Tiếp tục điểm 8 đều nha các bạn. Hư cái bàn luôn. Quá tốt. Chuyền hai bên kia chuyền quá tốt. Điểm 9-8 cho tiếng đen. Bỏ ngoài quá xa. Điểm 9 đều. Từ giờ tới 15 điểm. Bóng ngoài. Điểm 0-9 cho tiếng đen. Bóng ngoài nha các bạn. Điểm 10 đều. Bóng ngoài. Đến 11-10 cho thắng Bắc Kiến nha các bạn. Mười một mười tiếp tục. Điểm 11 đều. Rồi chơi bàn đó thắng có kiến thắng nha các bạn. 12-11. Điểm 12 đều cho tiếng đen. Hấp dẫn nha anh em. Hồi này thắng có kiến quá lên tài đôi công luôn dưới tiếng đen. Mười hai đều.
13, 12 nha các bạn. Tiếp tục 13, 12. Điểm 13 đều. Mười bốn, mười ba cho Thắng Phước Kiến nha các bạn. Thắng Phước Kiến vừa quýnh ngay sọ Phước nhỏ luôn. Tiếp tục 14, 13 nha các bạn. Xe này đánh 16 điểm tới thắng nha. Rồi thắt chết luôn. 15, 13 cho Thắng Phước Kiến. Thắng Phước Kiến ăn luôn tiếng đen luôn rồi. Mười lăm mười ba nha các bạn. 14, 15. Rồi. Trắng quá tốt nha các bạn. 15 đều, chưa biết bên nào ăn bên nào thua nha. 15 đều nha các bạn. Quá căng thẳng rồi. Trái cuối tập trung nha anh em. Trái cuối, trái cuối. 15 đều. 15 đều, 15 đều. Phát chết luôn, bên tiếng đen thắng luôn các bạn ơi. Quá hay cho tiếng đen. Đúng đẳng cấp luôn.